đấy, sử dụng xe làm sao để cho người bơm xăng người ta cảm thấy tự hào thì góp những giọt xăng đáng quý cho mình chứ. Đấy, vợ ông nào về dạy lại anh nhá. Trông kìa, đi như thế này thì lần sau đến cái xăng người ta nhìn cũng muốn đuổi rồi, không muốn bơm.